chứ. Cũng được, ok. Chị không thích tại vì chị chưa. À, rồi phải làm cái này thì chị đứng gặp người nhấn cổ tay lên. Cái này là phải động như cái cổ tay chứ. Nhấn cổ tay lên, thẳng cái đầu, thẳng cái khuỷu tay nè. Thẳng. Ờ, nhấn cái bàn tay lên. Nhấn là giống như vậy nè. Nhấn. Chị quay ngược lại, chị quay ngược lại. Ừ. Rồi, ok. Nhấn lên nè. Nè, hạ nó xuống nè, nhấn lên, hạ nó xuống nè, nhấn lên, hạ nó xuống nè, nhấn lên. Không cần cái khuỷu tay, chỉ đẩy một bàn tay, cái bị đẩy ra nè, thấy không? Ừ. Ừ, nhấn lên, đúng rồi. Hãy cảm nhận được cái phần cẳng tay á. Ừ. Xuống hết vô lên hả nè. Đúng rồi. Xuống hết vô lên thở ra. Tốt. Xuống hết lên thở. Tốt. Xuống hết lên thở. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt. Ừ. Tiếp tục. Khép hai chân vô luôn. Đúng rồi. Thở. Đúng rồi. Tiếp tục. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm nhận lại cái phần cổ tay với phần cẳng tay sau. Đúng rồi. Chủ động ép người mình xuống nhiều hơn để cho nó nặng thêm. Mình ép nhưng mà vẫn thẳng tay. Ừ, đúng rồi. Không được trong cái tay. Chỉ đẩy vào cái phần bàn tay thôi. Đúng rồi. Rồi, ok. Xuống tới mấy cao. Xuống tới mấy cao. Rồi, hạ cái bả vai. Hạ cái bả vai. Hạ bả vai, đẩy bả vai. À bả vai, không cầm quỷ tay, chỉ có cái bằng bả vai này xuống nè. Rồi đẩy lên hết lại, đó. Mông giữ lại. Đúng rồi, mông bụng giữ chặt lại. Hai chân khép vô, đúng rồi, đẩy cao bả vai là xuống hết vô lên thở ra, đúng rồi. Lên hình dạng đẩy cao cái bả vai như vậy á. Xuống hết vô lên thở ra, đúng rồi. Xuống hết vô lên thở ra, đúng rồi. Đúng rồi. Xuống hết lên thở. Đúng. Đúng. Cái bụng giữ chắc nha, lên hình dạng cũng giữ y chang vậy thôi. Đúng rồi. Cao lên, đúng rồi, tốt. 5 4 3 2 1, đẩy lên chéo mặt. Đẩy lên chéo mặt, ừ. Rồi, hạ xuống đó nó cao lại. Rồi đẩy lên chéo mặt. Khi mà lên nó dùng lực vai nè. Chị chủ động nó dùng lực vai, hấp mặt nó lên thì nó sẽ lên lực vai, đúng không? Xuống hết vô lên thẳng ràng, dùng lực vai đấy, đúng rồi. Cảm nhận lực vô vai á. Xuống hết vô lên thẳng ràng, đúng rồi. Xuống hết vô lên thẳng ràng, đúng rồi. Xuống hết vô lên thở ra, đúng rồi, tốt. Xuống hết lên thở, tốt. Xuống hết lên thở, tốt. Đúng rồi, xuống hết lên thở, tốt. Đúng rồi, dùng tay hấp mạnh lên, đúng rồi. Dùng tay hấp mạnh lên, đúng rồi, 5 lần nữa. 1, tiếp tục xuống hết vô lên thở ra. 2, tiếp tục 3 lần nữa. 3, cảm nhận lực vô vai. Tiếp tục 4, 1 lần nữa, cố lên. 5 rồi xuống dựng lại, xuống dựng lại, xuống tấm án cao giữ lại, rồi giữ lại siết chặt vô, rồi để cao ra lên. Rồi giữ yên này, trong đầu mình tập trung đó là handstand nha. Trong đầu mình tập trung đó là handstand, giữ, giữ luôn. Giữ mắt nhìn vô đêm giữa hai ngón cái lên, handstand cũng vậy, lên handstand là mắt nhìn vô đêm giữa của hai ngón tay cái. Đúng rồi, giữ, 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 5, 4, 3, 2, 1, rồi đặt đầu gối xuống này đi xin. Ngồi chảy về tư thế em bé. Đúng rồi. Rồi. Từ tư thế em bé đó. Thấy không? Tư thế em bé này thả bụng mình không xiết bụng. Rồi. Tư thế em bé nè. Này, chị coi, chị cuộn bụng lên. Đó, mình đây đây, mình thường không cuộn bụng lên. Đó là handstand. Giữ lại 5 giây, giữ 1, thẳng cái khuỷu tay ra. Giống như handstand 2, 3, 4, 5, thả xuống nhẹ thôi. Chút hạ xuống dùng lực bụng hạ nó lại. Rồi hạ xuống lại, hạ nó lại tư thế bé bình thường. Ừ. Rồi dùng lực bụng cuộn nó lại, cuộn lên. Cuộn lên, đó là handstand giữ. 1 2 3 4 5 tiếp tục xuống hết vô lên thở ra. Tiếp tục xuống hết vô lên thở ra. Rồi, lên, cuộn lên, giữ 5 giây cuộn lên. Đó trong đầu mình ghi nhớ là cái đây là cái cuộn bụng của handstand nha, giữ. 1 2 3 4 5 thêm 2 lần nữa xuống hết vô lên thở ra. Tiếp tục. Không mà xuống hết vô. Rồi cuộn lên. Giữ 1 2 3 4 5 một lần cuối cùng. Cố lên. Xuống hết vô lên thở ra. Xuống hết vô lên thở ra. Giữ 1 2 3
4 5 rồi, hạ xuống rồi đi xem. Rồi, tốt. Rồi ok. Rồi đang quỳ gối vậy nhấn cái cổ tay lên. Đang quỳ gối vậy. Nè, nhấn cái cổ tay lên, hết ngực cái bụng vô nhấn lên. Đó đây là tập lực cho cái phần cổ của tay. Nhấn lên tay bây giờ. Đó. Đúng rồi, nhấn cao lên, nhấn cao lên. Đó. Cái này là cái phần cổ tay xuống hết vô lên phải không? Đúng rồi. Và cổ tay sẽ khỏe lên. Đó là nhồi được cái cổ tay. Đúng không? Tiếp tục. Đúng rồi. Tiếp tục. Rồi, 10 lần nữa cố lên. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi. Giờ từ cái tấm dài, cái này tấm dài không? Tấm dài để dài tay 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 ra. Dài để mức nằm như thế nào nhé, thì giữ lại. Là nó là như thế này. Rồi. Em cứ nằm xuống mông đang bị gì năng lên. Ừ. Vừa cuộn bụng lên vừa xiết mông, khép hai chân lại rồi giữ lên như ta giữ y chang dài 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 luôn nha, giữ luôn xiết cái mông xuống xiết rồi bụng 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 cuộn tốt rồi lên ta y chang như vậy đúng không, giữ giữ luôn giữ 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 tiếp tục giữ 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 giữ. Rồi nha, lên handstand nó y chang như vậy nè. Người ta nhấn mình xuống, không để cho cái lực nó nhấn xuống, đúng rồi. Dùng bụng cuộn lại, đúng rồi. Lên handstand nó sẽ giật cho mình bị cái bụng mình sẽ bị nặng xuống vậy. Cho nên là mình lấy mình cuộn y chang như cái lúc bị nhấn vậy. Có là giữ, đúng rồi, lên handstand cuộn giống y chang như vậy luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, có bụng khỏe, có. Có là mắt nhìn giữa hai con cái. Tiếp tục, có là giữ. Đúng rồi, cho bụng khỏe lên. Bụng đang khỏe lên đó, cảm nhận được cho bụng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Tự giữ thêm 10 giây nữa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Thôi, rồi đặt con gối xuống, tốt. Ok, đi xem. Rồi, mình gói nhấn cổ tay thêm 20 lần nữa. Mình không có nghĩ bình thường. Cứ nhấn cổ tay thêm 20 lần cho cái cổ tay nó khỏe lên liên tục luôn. Nhấn lên, nhấn lên. Đúng rồi. Nhấn mạnh lên. Đúng rồi, xuống hết cho lên đó nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Cảm nhận được cái phần cẳng tay nha. Xuống hết lên thở. Có lên. Xuống hết lên thở. Xuống hết lên thở, tốt. Đúng rồi, xuống hết lên thở. Đúng rồi, xuống hết lên thở. Đúng. Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. 5 lần nữa, 5 4 3 2 1, rồi, rồi. Ok, tốt. Rồi, dùng cái lực bụng nó lên cái chú cẳng tay chứ. Cái form stand chứ. Có người đó. Rồi bây giờ chỉ nè. Cái bụng nè, siết chặt ở dưới. Đúng không? Nè. Giống như là nè. Cái bụng nè, siết chặt lại cao qua. Cái bụng siết chặt từ dưới nè. Nâng mông cao lên là nó lên sẵn nè. Lên từng nhập vô hay là sao? Đấy không? Nhập liền không? Đúng rồi, chân này vừa lên chân kia nhập vô vậy không? Đắp trước sau nè, đắp trước sau nó kéo mình xuống lại. Đúng rồi. Vô. Cuộn bụng vô. Đúng rồi, cuộn bụng sẵn vô, nâng mông cao lên. Chân này vừa lên chân kia nhập vô. Ừ, bật nhập. Chân này lên chân kia nhập vô, đúng rồi. Nhập vô, xong nhập vô, rồi, ok. Rồi, xí bụng tốt đó, đúng rồi. Rồi, hăng mạnh, ráng lên. Đúng rồi, điện cho nó hăng mạnh. Nó đang nắm cái điện thì mốt tự làm cái gì. Bụng xí tốt mà làm cái gì. Rồi, ráng giữ cố định lên. Tiếp tục cho vai bàn lên. Giữ tiếp. Tiếp tục, cái lưng gì lắm. Rồi, xuống đây. Rồi, bị cái lưng dưới nè, tập thân lực lưng dưới nè. Lưng dưới yếu. Rồi. Rồi, chẳng như cái pha xem để hạ dưới đất nè. Nè. Rồi, duỗi cái mũi chân ra luôn. Rồi, hạ bả vai, đẩy bả vai lên. Hạ nó xuống chậm nè, lên nhanh.
xuống chặn lên nha. Cho bạn nó phải là chấm nó lâu. Cùng một nhau nha. Ốc mù chứ. Đúng rồi, mình khép này như luôn. Rồi hạ ba xuống thì xuống chậm, lên mặt đúng rồi, mình phải lên, xuống hết vô là nó ra. Lên, đúng rồi, có. Lên, thở ra, có, xuống hết vô. Lên, thở ra, có, xuống chậm. Lên, đẩy mạnh lên, đúng rồi. Cảm nhận là kêu cái ba ba. Có. Có, đúng rồi, có. Xuống hết lên thở, có. Xuống hết lên thở, có. Đúng rồi. Tốt, đúng rồi. Tốt. Rồi giữ lại, cuộn bụng vô. Cuộn bụng vô. Không để bị nhấn xuống, dùng bụng cuộn ra, cuộn bụng thêm nữa. Rồi, nghỉ xíu. Tốt. Rồi dùng cái lực bả vai cái bụng nó lên là cái khoảng sai lầm cái chú chẳng đầu mầm chân này lên chân kia nhập vô liền nha, bật nhập liền, xíu bụng đâu chưa xíu bụng nó xíu từ dưới vậy, bây giờ lên nó xíu nha, xíu bụng vô lại, xíu bụng vô, đúng rồi đó, bây giờ đúng rồi, rồi giữ yên này luôn đó, vai đẩy ra rồi đúng rồi, rồi giờ giữ nó đúng rồi, thấy nó dậy giữ không, thấy không, tiếp tục giữ luôn. tiếp tục giữ luôn giữ tiếp giữ mũi chân ra, giữ đi cho vai của mình ra, giữ rồi thôi xuống gần chân, ok đó. Rồi nghỉ xem, rồi nhấn cái cổ tay này, nhấn 10 lần ha, nhấn cổ tay cho cái cổ tay nó khỏe lên, nhấn 10 lần thôi. Rồi, lên lại cái chú cẳng tay một lần nữa. Để cao vai từ dưới, bụng cuộn từ dưới, lên siết chặt, rồi em đỡ hào này. Ráng lên đúng cái điểm này mình dần nhập liền nha. Dần nhập liền, không có dần nhập liền. Chân đừng tách ra, cuộn bụng đâu, đúng rồi. Tùy vô cái bụng để giữ, đúng rồi, tùy vô cái bụng để giữ, đúng không? Tùy vô cái bụng để giữ. Đúng rồi. Tiếp tục. Tiếp tục. Rồi thôi. Ok. Còn mấy cái chuối bằng đầu kia khác thì chị đi làm được đúng không? Ok. Rồi ok. Giờ mình học cái cặp tay á, bây giờ cứ lên cái form stand đó. Cứ lên thoải mái thôi. Nè, nó phải hơi đỏ tới tay trước thì mình mới giữ được siết chặt băng rồi không. Rồi bây giờ đây giữ này sẽ đỏ chị cứ quạt kia qua bên, hụt bên nào lấy gì bên đó. Ví dụ hụt bên phải luôn, quạt bên phải qua, tay qua, hiểu không? Rồi lên đây đỏ trước, cứ lên đúng cái chú ấy trước. Lấy cao vai lên, siết chặt bụng vô. Rồi cứ lên trước đi. Mông nâng cao, để chân để xa quá. Xê chân để gần vô xíu, gần vô xíu. Để mông nó nâng cao nhiều, nó bật ra lên. Chân này vừa lên chân kia nhập, bật một cách. Chân này vừa lên chân kia nhập, nhập vô liền sao không chịu nhập. Nhập vô liền, đúng rồi, thấy là nó nhẹ, hiểu không? Rồi, thuận bên nào? Bên phải đúng không? Chị chưa biết. Quạt,
qua chân này qua đó, đó cho té tiếp tục lên lại cho nó quen. Là cái tay này đi theo không? Cái tay á mình chống như vậy thì làm sao? Chị cháu chỉ có xoay qua thôi nè. Đây nè, xoay qua. Xoay nó qua, ừ. Xoay bên phải không? Chị ừ, té bên phải thì xoay bên phải, chiều theo cái lực của nó. Là cái tay xoay theo. Nè, cái vai nè, xoay theo nè, không? Xoay theo nhẹ thôi, tại nó không có nhiều quá đâu. Ừ. Xoay theo nhẹ thôi. Nếu mà mình bật mạnh quá nó rớt người trước thì sao? Nên chị có đang chiều theo nó để mà chị xoay nữa. Nè, ví dụ như nó bị lao mạnh nè, thấy không? Lao mạnh nó là nó, thấy không? Ừ, thì cái chai chống lên thì cũng được. Lúc đó nó tự phản xạ được, nhưng mà chị nhớ là phải quạt cái chân ra. Cảm giác nó bị nổ nó trước là quạt cái chân ra liền, hiểu không? Vừa cảm giác mà đúng nổ tới là lâu quạt cái chân ra liền là xong. Là không thể nào mình bị đập cái lưng xuống được hết á. Ừ, nó tự nổ nó phản xạ. Cái hang tay cũng y chang vậy luôn. Rồi, thử cái này, bây giờ thử cái này trước cho nó quen trước rồi. Để cao vai lên. Cái chân xích gần vô để bông thân cao lên. Bật cái lên. Rồi, bật nhập liền đó, là hay là thấy nó dễ không? Rồi nè, quay cái này ra, quay cái đó, thấy không? Đơn giản vậy thôi. Một lần nữa, cho nó quay. Là một mình tự làm đó, thấy không? Thấy nhập cái là lên. Rồi, quạt ra, tự quạt ra, đó. Rồi, ok. Mình có cách nào để mình rút lên cho nó nhẹ? À, rút lên đó hả? Ê, chị thấy bật lên xuống. À, nếu mà rút lên thì cứ rút từng chân trước. Tại vì một chân đưa lên như này rồi dồn lên cái này, chị đổ người tới là tự lắm nhất lên nó nhập vô. Rồi cái này em gọi chứ em nắm cái chân chị trước, em nắm một chân dơ lên, em nắm cái chân đó ráng dồn được vai tới, hiểu không? Thôi tập cái chân lăn của mình là nó sẽ quyết định. Thôi chị đi tập cái này trước đi nè, đây vậy không? Rồi chờ tới cái mức mà cảm thấy nặng đẩy về, chờ tới cái mức nặng đẩy về rồi làm 10 lần, có lần em đếm. Chờ tới trước là giống như mình đang rút lên vậy. Chờ tới trước, dồn hết lực vô vai luôn. Chờ tới trước, đó, cảm thấy nó nặng đẩy về, ok, đúng rồi, 1. Tiếp tục đó là mỗi lần đẩy về cái lực vai sẽ là mình cái mặt mình vừa chạm sàn đúng không? Chị đẩy tới cái mức nào mà vai nó thấy nặng nhất á, rồi đặt là chảy về. Thấy nó nặng nhất chưa, thấy cái vai nó chịu lực nặng chưa, rồi đặt đẩy về. 3, tiếp tục có lần tới hết vô về đó nè. Đúng rồi. Giờ đó là có 4, dùng lực đẩy mạnh gì nha thì nó mới lên được. Nè đây, đó. 7, 5, tốt. Tiếp tục tới hết vô về đó nè. Tốt, 6, có lần 4 lần nữa thôi, mình tăng lên. Ta hít vô vậy thôi ra 7, tốt, cố lên 3 cái nữa thôi 8, đúng rồi 2 cái nữa thôi, xong này lực lên nhiều lắm. Ta hít vô vậy thôi ra 7 giờ, 9, cái cuối cùng đây hít. Nên là 7 giờ đẩy mạnh vô, 10 thôi, nghỉ sẽ không tốt. Thấy không, lực ta lên nhiều lắm. Rồi, nghỉ cho hết mập nha. Nghỉ cho hết mập. Rồi mới tập cái kia mà được thì nên dùng rút luôn đi. Tại vì chị thấy bật nó hơi xui lắm. Bật thì nó sẽ hơi xui, lúc mà mình chưa quen thì sẽ hơi xui. Chị nghĩ rút nó sẽ rút tới đâu sẽ chắc nó đó. Rồi bây giờ nè, nhìn lên làm dùng đúng cái lực vai đó, dùng đúng cái lực vai cứ nè, cứ giờ chân lên, chờ tay trước chị học, chờ tay trước nè, chờ tay trước rồi động nhất lên, đúng không? Cái chân rút phải mạnh không bụt, hay là cái chân sau chân nào cũng được. Thuận bên nào làm bên đó, Mỹ sao mình dùng ra qua mình rút bên rồi cứ làm lên lên đó trước chân. Tại chị thấy nếu mà đá cái chân này chân đó mạnh chân kia nó tự lên luôn. Không, cái này là mình không cần dùng đà. À đúng rồi. Giơ một chân lên rồi cứ để xích gần vô nè, giống như chị để xích gần vô vậy nè. Nó càng gần nó rút lên càng dễ đúng không? Cái rút lên nó là vậy nè, nó càng gần vô tham càng gần vô là đương chưa mà rút cái lên đúng không? Ừ. Chị có thử làm chứ, rút gần vô đó thì vô nó tay vai chứ nhất một chân mình tự làm rút một cái nó lên nè. Lên đây, thử lên, đảo rồi. Rồi, hai chân thích gần vô, cứ gần vô, dồn hết lực vô luôn. Rồi, cảm thấy chưa, cái chân nó nhẹ, nó đưa một chân lên. Rồi, rút lên. Ừ, một lần, rồi xuống lại. Xuống nhẹ lực nó lên. Ừ, rồi lên lại. Không có dùng đà. Lên, rồi xuống nhẹ nhàng thôi. Rồi tiếp tục chồng tới tự động nó rút lên được, không cần dùng đà. Rồi
nhưng mà lúc nó kêu ba nó phải mạnh nhiều, nó phải khỏe bằng xíu. Thế thì cái lúc bằng cái cẳng tay nè, nhiều khi nó nặng hơn là cái lúc bằng hai tay nè. Uh-huh. Nặng hơn thì nó thấp hơn. Cái lúc khó hơn. Ừ. Chị thấy nó nhặt từ trước và nó dồn vô mà nó thấp nữa. Còn cái hai tay nó hẳn tay cho nên là nhiều khi cái lực nó cái lực cánh tay đòn nó có nhiều hơn, nó dễ hơn. Vậy thôi, nếu mà em rút lên như này, em rút lên mà như em rút tắt chân thì em phải dùng lực nhiều hơn so với cái này nó. Ừ, cái này là dưới thấp thì khó rồi, nhưng mà giữa thằng mặt thì đương nhiên là cái cẳng tay thì cũng dễ hơn. À. Lần hai cái mà chị sức chân nữa. Chị thấy như vậy thì nó khó hay là dễ? Khi mà chị quen là chị muốn để cái nào cũng được hết, nhưng mà không, nhưng mà phải đặt cái này trước. À. Rồi có lần dồn hết chân sức gần vô, dồn chị gần vô cảm thấy gần hơn nữa, gần hơn nữa cái chân gần hơn nữa, cái chân gần hơn nữa, vừa cảm thấy nó nhẹ chị đưa một chân lên nè. Rồi đứng được chưa, không có dùng đàn, dồn hết được vô vai đó, thấy không? Đó là cách rút. Rồi xuống lại tiếp tục rút lên, tiếp làm từ 3-5 lần, rồi tiếp tục dồn tới đưa một chân lên, không có dùng đàn. Cái này dùng đàn rồi, không có dùng đàn, dồn tới cái chân cứ xích gần vô cái vai, cái dồn tới được vai, chân cứ xích gần như cái mông nâng cao lên, tự động dơ chân lên, mình rút cái vai nhẹ cái lại lên, thấy không? Đó như vậy á, hai lần nữa cho nó quen, dồn tới rút này nhiều cho vai khỏe lên, rồi mông nâng cao lên, rồi đúng rồi, đúng dùng được, đúng rồi đó, chính xác. Lần cuối cùng ráng lên cho vai khỏe lên, cái này dùng nè, rồi hơi dữ luôn, rồi thắt chặt cái bằng lên, cái phần cái này xiết bụng giữ tiếp tục giữ đừng có nhả bụng. Cái này á, mấy cái thằng bằng á nó khó, cái là dễ dụ là cái cảm giác nó hơi đổ tới thì mình mới giữ được. Ừ. Chứ không nó cứ đổ về hoài, cứ nhớ là cái cảm giác nó phải hơi đổ về chiếu tới xíu thì mình mới giữ được đó. Cái handstand như là cái này cũng vậy, cảm giác nó phải hơi đổ về chiếu tới xíu thì mình mới giữ được. Mấy cô hay dạy là phải giữ được, mình thấy nếu mà không đưa được trước thì sẽ rớt. Đúng rồi, không đưa về trước là rớt, người ta bản thân người ta còn không hiểu đi cái trục nó nằm ở đâu thì sao người ta dạy được. Em nói thiệt rồi, dân yoga dạy hay sang không ai dạy hiệu quả lắm. Em nói thiệt, không ai dạy hiệu quả. Em chỉ đó hả? Bởi vậy không? Chị bấm mấy triệu học thấy đó, thấy không hiểu quá không ạ? Bắt té mà bánh xe là cũng không được đó. Bắt té của bánh xe, em tiếp xúc nhiều quá rồi em thấy. Chị thấy cái bánh xe nó mệt quá, mất sức lắm luôn. Rồi thử dùng lực của mình, chị chỉ cần như cái vậy thôi, thử hay không đỡ em phải dùng lực của mình thì nó mới lên lực được nha. Rồi rút lực vô, chỉ cần thế, một rồi tiếp tục hai, từ dùng lực mình nha, không dùng đàn nha, 3-4-5 rồi đổi cho em. Nếu mà 5 lần từ lúc mình rút lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng mà phải tự dùng lực của mình vô, làm như em làm vậy rồi, chân để gần vô, dồn hết lực vô vai, chân để gần vô, chân nó nhẹ đưa một chân lên gần nữa, không vậy nó còn xa quá, chân gần nữa, chân phải gần nữa chứ, vậy nó còn xa quá. Gần nữa là mông phải cao lên. Đúng rồi, mông phải cao lên, chân cứ để gần vô, cứ gần vô, chân gần vô rồi dồn hết lực cho tay vai, chị giơ nó, chị rút nó nhẹ lắm nè, giơ thẳng lên, giơ một chân thẳng lên, rồi rút lực đó, một xuống nhẹ thôi, dồn mạnh đấy ha, đó là gì á. Nhưng mà nên từ đổ thì trước, cái đổ thì trước nó nặng vai không? Nó nặng vai, tại vì chị đòi rút lên mà. Tại vì chị thấy bật nó hơi xui á bố. Ừ, nhưng mà nó không có dùng sức, dạ, nó lại không còn dùng sức. Uh-huh. Còn rút lên nó phải dùng sức. Chị thấy cái nặng cũng khó. Rồi đâu bây giờ thử dùng, mình đã có cái lực đó rồi đó, thử bật lên ra sao? Hả? Bật. Rồi bây giờ thử bật, đi, tại nãy giờ rút là ok rồi. Ừ. Giờ bật lên sáng nó nhẹ hơn. Tại nãy giờ mình rút của mình lên là cuộn bụng vô. Chân này vừa lên trên kia nhập vô nha, bật nhập dữ nha, người ta có người đỡ. Sao chịu nhập chân này, chị không chịu nhập chân. Chân này vừa lên trên kia nhập vô, đó đúng rồi. Em chỉ đỡ rồi, còn lại mình phải tự giữ. Chân xích gần vô đây, cứ chân xích gần vô, mông đưa cao lên. Chân này vừa lên trên kia nhập vô nha. Chân này vừa lên trên kia nhập vô, ừ. Nó hơi bị đau xíu mà không sao. Ừ, ráng đúng cái điểm rồi.
bụng chưa xếp, cái cuối cùng là bụng chưa xếp. Đúng rồi. Nghỉ xíu, phải tập trung lại. Cái bụng xếp rồi đó, từ ở dưới rồi bật nhập chân là xong. Chân này vừa lên chân kia nhập vô, không để tắt chân. Rồi, tập lại cái bụng chân cho nó khỏe nè. Chống y chang như vậy nha. Rồi, để duỗi mũi chân ra. Rồi, hạ xuống nè. Đây là cái chuỗi chặt tay con xếp bụng nè. Gần chặn đất đúng không? Rồi, cuộn lên. Chặt cũng làm chặn thôi, xuống chặn lên chặn. Khi mà cuộn lên nó xếp bụng. Vô, 10 lần. Tạm đi. Lên xếp xuống không? Đúng rồi, lên xếp xuống không xếp, xuống chậm lên chậm luôn. Làm đi, cảm nhận lực vô. Cái này lên bụng nhiều lắm á. Tới bây giờ em vẫn còn tập cái này, cái này nó khỏe lắm. Vô, cứ lên trước đi. Rồi, giá dụ chân luôn rồi. Đẩy cao bỏ ba lên. Cao bỏ ba lên rồi xếp chặt bụng, đó đây rồi. Cái chú cẳng tay xếp bụng nè. Rồi hạ xuống. Hạ xuống gần chậm lên. Đó, cái này là không chịu xếp bụng nè. Rồi cuộn chậm lên. Nó xếp bụng một lần. Xuống chậm lên chậm, xuống hết vô lên thở ra. Lên thở ra 2, tiếp tục xuống hết vô lên thở ra. Lên chậm hơi lên nhanh. 3, tiếp tục xuống hết vô lên thở ra. Cuộn lên, đó xếp bụng nè. 4, tiếp tục xuống hết vô lên thở ra. 5, đó xếp bụng nè. Xuống hết vô lên thở ra. 6, tiếp tục 4 cái nữa. Xuống hết vô lên thở ra. 7, xuống hết vô lên thở ra. 8, 2 cái nữa. Xuống hết vô lên thở ra. Dùng bụng cuộn lên 9. 10 giữ lại trong đầu mình ghi nhớ đây là cái giữ cái chú cẳng tay và xiết bụng. Trong đầu mình lấy ghi nhớ cái từ thế này. Giữ 10, 9, 8, 7, 6 cao vai, 5, 4, 3, 2, 1 thôi. Mỏi bụng không? Ok, mỏi đang lên, là lực đang lên. Còn mình tập mà nó không mỏi, mình không mệt là mình không có tiến bộ. Cái tập thể lực nó bay vậy, nó bay hơi mệt tí xíu thì lực mình nó mới lên được. Mỗi lần lực gì là đúng rồi. Đúng rồi. Và người ta bị đổ tập lên tay nhíp bị hoảng á, nhíp rút
thoát được. Nó bị thoải, cảm giác nó vừa đổi là cái chân quạt ra liền, cái chân tóc ra liền là xong. Hồi nãy thì chị chưa quạt đúng không? Ừ, tóc, để nó gần rớt xuống là chị mới quạt ra. Nhưng mà do đỏ, ít ra mình quạt ra đỏ đó. Nó vẫn đỏ hơn cái việc là không quạt ra để nó bị đập cái lưng. Và nó bị cũ luôn á. Ừ. Nhưng mà chị thấy bật lên nó hơi xô quá. Đúng rồi, nhưng mà kệ nó vậy trước đi. Rồi lại luôn nữa. Nếu mà giờ nó cái thể lực qua mình rút, mình rút sao rút. Cái chân gần vô. Nhớ là chân này vừa lên chân kia nhập vô nha. Bật nhập, nhập liền. Ừ, nó bị đau, hay bị đau gì. Rồi giữ. Rồi giữ chụp thẳng ráng ra. Bụng vô. Rồi cứ giữ nha, giữ cảm giác bị lao rồi quạt chân mình. Rồi bây giờ thử này em sẽ bị lao rồi quạt chân lên, quạt chân phải liền đó, thấy không, đơn giản vậy thôi, nó là an toàn không gì hết đó. Lần nữa cố lên, ráng lên cho cái hơi tốt lên, nhập liền rồi thăng bằng đâu. Rồi lỡ một mà bị lao được, rồi bị lao ra tới quạt chân liền đó, xong đâu có gì đâu đó. Nhưng mà này là muốn nhẹ đó, muốn quạt là nó sẽ phóng. Đúng rồi, là mình phải quạt chân nhanh hơn nữa. Vừa bị lao là quạt chân liền. Và xong quạt chân xoắn cái tay qua. Xoay cái tay qua là xong. Cái lưng dưới vậy vẫn còn yếu nha. Cái bụng thì ok, cái lưng dưới vậy còn yếu. Những cái bài tập mà lưng dưới thì tập như thế nào cũng. Rồi ok, bây giờ chị lên tâm bán ngựa đi. Tâm bán ngựa là cái chống ngửa tay. Chống lên, hai bàn tay những người phía sau, rồi ngửa lên, hai chân thẳng luôn, khép hai chân vô, lên hai tay gì thì nó xiết cái lưng đi ngang vậy luôn, xiết cao lên, đẩy cao lên, nó xiết mông xiết lưng vậy là cái hai tay những cái chuối không bị đổ lỗ lên trước, rồi hạ mông gần chạm đất xuống chậm hoặc xuống chậm, rồi gần chạm đất nè, rồi rút lại nhiệt độ, rồi giữ 5 giây, 1, nhớ ra đây là xiết lưng mua những cái chuối, 3, 4, 5, xuống hết vô, rồi lên dứt khoát giữ 1, 2, 3, 4, 5, tiếp tục xuống hết vô, lên thở ra giữ 1, 2, 3, 4, 5, nó ghi nhớ cái này là xiết cái lưng, 5, xuống chậm, cố lên cho cái lưng dưới khỏe lên, cái này khỏe nhanh lắm, lên dứt khoát giữ 1, 2, 3, 4, 5, tiếp tục xuống hết vô, lên dưới khoát giữ 1, 2, 3, 4, 5, lần cuối cùng xuống hết vô, lên dưới khoát giữ 1, 2, 3, 4, 5, rồi thả nhẹ xuống, rồi gập trước rồi trả lên dưới nha. Rồi nghĩ cho hết hợp, dùng cái cách xiên lên dưới đó, dùng vô cái lại cái chú chẳng tay. Vừa bật lên nhập chân mà xiết cái mông lại này là nó không bị nó bị đỏ thế này trước hết. Còn cái bụng là đã phải xiết từ ở dưới rồi. Đó là do là tại sao anh kêu là phải xiết cái bụng từ ở dưới. Chứ lên mà vừa xiết bụng vừa xiết mông á là nó mình không nhớ hai cái. Mình không nhớ hai cái cùng một lúc, mình không xiết bụng chứ. Vậy lên mình chỉ còn nhớ cái việc xiết cái mông thôi là xong. Chứ lên mà xiết cùng lúc hai cái mình xiết không kịp. Nhưng mà không xiết mông thì rớt luôn nhỉ? Không xiết mông là nó sẽ bị đỏ thế này trước. Xiết bụng mình để nó không bị đổi cái phía mình đã lên à. Còn xiết mông là không bị đổi cái này trước à. Xiết mông chặt vô chị xiết mông do đấy là do xiết mông á, chị không xiết mông, chị không biết xiết mông luôn, nhưng mà hình như chồng trước này thì chị rất là được cái đó thì nó dễ mà à. Cái đó thì xiết rồi dùng cái lưng dưới đó đáng là vừa nhập chân mà xiết lại liền, xiết y chang như là nó mấy người thấy là xiết cái mông giống như nhíu cái mông vậy. Nhớ nha, cái bụng nó xiết từ ở dưới lên chân này vừa lên chân kia nhập vô là xiết cái lưng này liền, xiết lưng mà xiết mông, cái lưng với cái mông nó nói với nhau nên là xiết mông mà xiết lưng, xiết lưng mà xiết mông vô, cố lên để cao vai xiết bụng ơi, đúng rồi đó, vừa lên nha, bật nhập cái là xiết mông này không hề bị đỏ đó, xiết mông đỏ hơn xíu rồi xiết, rồi bây giờ nhíu cái mông vô cái mông này mình đẩy nè, xiết cái mông vô đó đúng rồi đó, rồi đó thấy giờ giữ nó nhẹ không, thấy giờ nhẹ không đó, vừa xiết bụng vừa xiết mông là cái chú cực đó nè, cái mông mình không xiết là sẽ bị chu ra, mình đang xiết nó vô đó. Hôm nãy lúc mà chị hạ xuống đó là cái mông mình không xiết, giống như cái bài đó mấy người hạ xuống là mông cái đẩy ra là mông xiết đó vậy thôi. Rồi lần hai cô cố lên, ráng vừa lên cái xiết cái mông liền,
vừa nhập chân là siết mông. Ừ đúng rồi đó, thế nhẹ ăn nhiều phải không? Rồi vừa siết bụng vừa siết mông, cân bằng phía sau. Ừ vừa siết một lúc hai cái vậy là mình sẽ cân bằng được, thấy không? Thế nhẹ không? Quạt chân ra đó vậy thôi, đâu có gì đâu. Đó, bị đổ nó tiếp vào quạt chân ra liền. Vậy chị không xíu mông. Ừ, giờ cái cách xíu mông lên hen xanh cũng bây giờ đẹp. Hen xanh cũng phải xíu mông luôn nhưng mà sao không? Một lần cho nó quen, đó là. Rồi vừa nhập cái xíu mông mà là không bao giờ bị đổi tới lần trước nè. Đó, thấy không? Đó, muốn tự lên được rồi đó. Đúng rồi, đó, xíu lại cái đó, nhớ cái điểm đó nha. Nhớ cái điểm đó. Ừ, đó, muốn giữ ra được rồi, thấy không? Đó, thấy không? Về lâu cần phải đổi nhiều đâu, nghỉ đi xíu. Thấy không? Đấy, hôm nay rồi bật ra cái dính được của mình. Rồi lại cố lên. Cố lên. Cái cục này vô. Cuộn chặt cuộn vô. Chân để gần vô. Chân này vừa lên là chân kia nhập vô liền. Xiết cái mông này liền. Không để nó lao cái đằng trước. Xiết lại. Mình chưa xiết. Bụng là xiết ở dưới. Cuộn bụng vô. Ừ như đây thôi. Rồi xiết lại. Đúng rồi. Giữ. Giữ luôn. Giữ luôn thằng nào đâu. Vừa xiết bụng như xiết mông. Đúng rồi. Cao lại. Giữ sang. Giữ đó. Giữ đó tiếp. Giữ đó tiếp. Bụng lỏng mà xíu bụng vô. Ừ. Chị cảm nhận hơn nhiều chưa? Ừ. Cảm nhận hơn chưa? Ừ. Có. Chị thấy cái mắt tao nó mỏi nhiều. Nó mỏi là được đang lên. Chứ nó không mỏi là mình tập không có hiệu quả. Ừ. Rồi làm lại cái tấm máy ngựa lên, tấm máy ngựa lên, 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 lên lại cái tấm máy ngựa này, để cho cái lưng dưới nó khỏe. Cái của chị là bị cái lưng dưới thôi, đáng tập cho cái lưng dưới nó khỏe lắm. Do cái lưng dưới trước giờ nó tập, không ai tập lưng dưới gì mà vô ngang, rồi lên. Rồi, nhấc một chân lên. Ừ, đầu mình nó cao, song song mặt đất thôi, là lên cái cây chuối á, là cái chân lên ngay góc độ này, đúng không? 5 giây, 3, 4, 5, 2 gì vậy, đổi chân. Dù đưa chân lên hay không đưa chân cũng không để bị rớt cái mông xuống nha. 1 2 3 4 5 đổi tiếp tục cao lên nha. Rồi giữ không có cao song song mặt đất để nó lên cái trục thẳng nó không bị dây nha. 3 đây là cái góc độ chân của handstand với cái đuôi tỏi. Cố lên giữ. 1 2 3 4 5 đổi mỗi bên một lần. Cố lên nắng lên 5 giây không cao. 1 nắng lên, 1, 2, 3, 4, 5, một bên nữa thôi. Cố lên, cầm đập nâng lên đó. 1, 2, 3, 4, 5, đập xuống. Rồi giữ thêm 10 giây nữa. Giữ thêm 10 giây, 2, kép 2 giây nữa. Rồi giữ, cao lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, anh nhẹ không? Rồi giãn cơ lên dưới, đặt trước giãn lên dưới. Tốt. Dùng cái lưng dưới đó, áp dụng vô cái đó, vừa lên,
giờ là xiết cái lưng, có lần là cẳng tay đúng không? Cẳng tay, tiếp tục cái cẳng tay lại. Chứ chân tới gần vô, mông lên cao lần, đúng rồi. Rồi chân này lên trên nhau. Đó, cái là hãm lại cái lực, rồi cái nó không giỏi trước nữa. Ừ, giữ chân. Đó, đó, đúng rồi đó, xiết đúng rồi đó. Đúng rồi đó, tiếp tục giữ. Ít nhất phải 5 giây tự giữ rồi. Giữ, 5 giây. 1, 2, tiếp tục giữ. 1, giữ, 5 giây, 2. Quạt chân. Vừa cảm giác cái đỏ là quạt chân liền, đúng không? Vừa cảm giác cái đỏ là quạt cái chân liền, chứ không phải để nó đổ rồi mới quạt cái chân. Vừa cảm giác nó bị đau trước mà quạt cái chân liền. Quạt mạnh ra liền, quạt mạnh ra, càng mạnh càng tốt. Đang hành quạt. Quạt mạnh cho. Ờ, đến lúc em dịch là cái chị quạt là đúng rồi đó, cái quạt quạt là đúng rồi đó. Nhưng mà nhớ là phải nhanh hơn, tại vì hồi nãy chị muốn đổ em phải giữ lại cái để chị quạt ra. Chứ không phải để chị đổ thì chị quạt không kịp. Lại, đúng không? Giờ cái tay em chỉ là hờ thôi. Cái tay em chỉ là hờ thôi. Ráng lên không đụng cái tay, ráng lên giữ cứng lại. Xíu cứng lại đúng cái điểm mà. Đúng không? Bật nhập giữ. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó, nó đầu hãm lại được đó. Hãm lại, chân nhập đều vô. Nhập đều vô giữ luôn. Đó, cảm giác được chưa, bị xíu. Cảm giác được chưa, đó, đó. Đó, đó là cái trục mà mình giữ được á. Trong lòng mình nhớ là cái trục đó áp dụng như những hiệp sau. Nhưng mà phải dùng cái chân. Ừ, nói là phải dùng cái chân thì phải nhập cái chân nhanh hơn. Rồi ok. Phải dùng cái chân thì phải nhập cái chân nhanh hơn. Rồi lại đấy mà. Đúng cái chục đó rồi. Và giữ lại. Ráng lại. Ráng không có chờ tới nha. Đúng cái chục rồi không chờ tới nữa. Cái này bụng xiết tựa dưới. Lên vừa nhập chân là xiết lưng. Xiết lưng. Ừ. Đó phải hãm lại được. Ít nhất rồi phải vậy. Lần nữa. Hãm lại. Chưa ý chú siết mông dữ ơi. À, cái này nó khó là lúc mình siết mông thì mình quên siết bụng, lúc mình siết bụng mình quên siết mông. Sao mà làm một lượt hai cái thì phải tập nhiều, ví dụ như là chị nhớ là trong cái hiệp này mình bị quên siết bụng đi, trong hiệp sau mình nhớ mình phải siết cái bụng. Lại quên siết mông. Ừ, rồi qua hiệp sau mình nhớ siết mông, mình lặp lại nhiều từ từ nó sẽ thống nhất lại thành một, cho nên đó là mình phải tập nhiều. Nó từ từ nó sẽ quen thôi à. Mình tập đến đúng đủ số lượng thì nó quen. Và trong lúc mình tập là những cảm giác cân bằng nó tăng lên 0.1% cho nên mình cứ tích lũy lên từ từ. Đó. Rồi lại, cố lên đi tiếp tục. Cho thấy là cố lên không? Thế là cái cảm giác cân bằng hết, ngập siết bụng vô. Bụng siết chắc rồi đó, rồi nâng mông cao lên. Rồi bật nhập giữ cái bụng nó siết từ dưới đến khi lên là nhập chân mình siết cái mông. Nhập chân siết mông, ừ, nhập chân nhanh vô, siết mông mà giữ luôn. Đó, giữ luôn. Được rồi đó, thấy không? Được rồi đó. Nhưng mà chị phải nhớ siết cả hai đúng không? Ừ, thì tôi nói cho mình phải tập. Nếu mà làm ra một phát dính luôn thì đâu mình phải tập nữa. Mình tập để mình tăng cái số lần nó dính lên, nó không bị hên xui lên. Được không? Nó là không tập trung, không làm được. Ờ. Thế quên siết này, quên siết kia không? Nhớ là tập chân vô. Để cao vai sẵn từ dưới nè. Đó, để gần được không? Bụng siết từ dưới lên, nhập chân mình siết mông lại là cũng giữ vòng bao lâu vậy? Rồi, lại, cố lên. Nó là dòng chuối hay gì đó. Dòng chuối hả? Hôm nào? Ráng lên. Cuộn bụng vô. Xích chân gần vô. Rồi cái bụng cuộn chặt nha. Chân này vừa lên chân kia nhập vô như cái hiệp vừa rồi đi ráng rồi. Không thể đổ được trước. Vừa bật nhập xiết mau. Ừ. Nó ít ra hẳn là được rồi đó. Ừ. Chắc không? Cái đó giữ lại. Giữ lại. Đúng. Ừ. Nhập nhanh vô. Nhập khép vô một khối. Giữ lại. Đúng rồi. Đó tốt hơn rồi đó. Rồi giữ lâu có thể là xiết bụng lại. Xiết bụng lại. Bụng đang bị lỏng. Cuộn bụng vô. Ừ, dụ mũi chân. Rồi, đúng rồi đó, xiết mông tốt rồi đó. Đó, rồi, hơi nghỉ xíu. Đó, chỉ có cảm giác hơn chưa? Giờ bắt đầu là, bắt đầu nó dính được nhiều đó. Nhưng mà chân sao phải lẹ? Đúng rồi, bắt đầu chân sao phải lẹ lên, chân này vừa là chân kia nhập vô liền. Đó, là nó sẽ dính rồi. Còn... không nghe không nói cứ chạy để cứ lên nó tắt chân trước sau là đó, cho dù gì có giữ được cái này có giữ gì hoài nó không giữ khác chân được hết. Ừ, nói vậy nhưng mà dạy chị là quạt cái chân xuống. Ừ, nhưng mà thấy cũng khó quạt cái chân được phía trước rồi còn không cho bắn cung một, à. Một chân cái bắn cung thì không lên, một chân cong chân duỗi. Nếu mà như vậy là lên là cứ bị giữ vậy hoài, nhưng mình không biết mình duỗi thẳng được. Nếu mà duỗi thẳng thì làm sao nó đâu. Ừ, không dễ hơn nhiều. Có cái đứa nhẹ hàng xài nó cho học viên nó tập
là mới vô là mới vô tập về luôn là đó, mới vô là cứ dậy luôn đó, mới vô là cứ dậy mà không cần phải siết luôn đó, mới vô là cứ dậy giữ 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 nó dễ hơn nhiều. Tại vì nó một chân đỏ một chân sao ừ nó dễ hơn bằng cái gì, nhưng mà ý là mình tập vậy hoài á rồi thôi luôn muốn thẳng rồi sao ừ nó cái đó cũng quay hoài không được rồi, nhưng cứ như vậy bây giờ thẳng làm sao mày thẳng là dài sau này nó muốn dạy kiểu này không, sau này nó quen nó duỗi ra nhưng mà khó lắm, cho nên là một lần là siết chặt lại luôn là giữ luôn giữ cái hẳn rồi mình muốn biến thể sao cũng được đó. Còn phải em phan chân cũng vậy luôn hả, cái nào cái phan chân cũng vậy luôn là... không có chân lên đi duỗi cứ lên nhập vô vậy, sau này mình giữ cái hẳn quen là tự động mình kiểm soát được hết mấy cái chân khác. Ờ, bởi vì em thấy nó dài nó cho duỗi một chân con. Mà chị thấy cái rốt của Yoga sao nó kỳ quá à? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, có, đúng rồi đó. Bởi vậy cái chuyện nóng của cái Yoga mà chị téo nó xè em không đồng ý, bây giờ phải thay đổi. Chứ mày kể có đồ dẻo của bác Ben, đồ dẻo của Linh nữa, cũng không có. Rồi đáng làm nghĩ xem, giờ đáng một phát chính luôn. Giữ ít nhất phải được 3 đến 5 giây. Đó, hồi nãy giờ đã làm được rồi á. Mấy chị giữ được 1 giây thôi. Nhưng mà ít ra là cũng phải lên được đúng cái chục. Rồi thử em không đã còn nhớ nè, cảm giác nó bị đổ tới trước á, là quật. Lo quật. Hả? Siết lông. Siết lông nếu mà đổ nữa là quạt chân liền. Còn lên mà siết lông thì đúng rồi, nãy giờ thì siết lông đúng rồi đó. Bụng nó siết từ dưới. Ráng xíu thì nó tăng lực cái đâu, tăng lực có tay sau, ráng rồi. Cái form xe nó dùng tay sau nó dựng nhiều lắm, dùng vai tay sau. Mà nó dễ hơn hay tay nó cũng không? Dễ hơn, dễ hơn. Hay xe nó còn khó nâng tầng hơn nữa. Thì làm sao? Mà chuyên được, không kể. Có người hướng dẫn là lên nhanh lắm, có người chuyên môn hướng dẫn lên nhanh lắm. Lấy cao vai lên. Cao vai lên đúng là bụng siết sẵn từ dưới. Rồi, mông đưa cao lên, chân để gần vô. Mông đưa cao, chân gần vô. Rồi chân này vừa lên là chân kia nhập vô liền nha. Bật nhập giữ. Bật nhập đúng rồi đó, kiểm soát lại được rồi đó. Bật nhập giữ siết mông luôn, bụng cũng tốt rồi đó. Ráng lên nhập chân cái là siết mông luôn, nó không bị đổ quá. Siết mông quạt chân nha. Sao nó quạt chân ra. Wow, kìa chị quên cái cách té cũng. Đừng có hoảng. Chị tính lần lập cái sao. Chị tính là gửi xe đó đó. Té không xe thì ai cũng té được rồi. Đừng có té nữa. Nó mất thời gian gì không? Mất thời gian không? Qua bánh xe phải tốn thời gian đứng dậy, trong khi đó mình té là con mình đứng dậy xong mình làm tiếp thôi chứ có gì đâu. Té qua bánh xe phải kéo qua bánh xe rồi phải đứng dậy rồi đấy. Nó mất thời gian không? Rồi lại đi, đứng lên. Lại. Nghe không? Xếp một chặt nhập vô. Đó, nhập vô cái là điểm nữa. Nhập vô cái quạt chân. Xong thì quạt chân. Quạt chân liền. Nhưng mà không sao, ít ra cái phần xe nó bị vậy, nó kiểm soát tốt hơn. Không sao. Nhưng mà, đến xe mở quá. Nó được mấy con xe, nhớ cảm giác đó. Lấy kiểm soát không được là quạt cái chân liền. Kiểm soát là cảm thấy mình đang giữ không nổi là mình quạt cái chân liền. Chứ không phải để nó đổ rồi mình mới... Mình không có nào mình quạt cái đó. Đúng rồi, bên này quạt bên đó. Cái chân quạt ngang qua, cái chân đang thẳng là quạt ngang qua, đập nó xuống đất. Quạt nó xuống dưới đất đó, hiểu không? Chủ động quạt mạnh ra. Cảm giác chữ không nổi là qua một con quạt liền là dễ lắm, chị mà thấy được một lần nó quen luôn. Đúng không? Rồi. Phần bên nào thấy về bên đó. Đúng không? Đúng không? Cái đột hơi vô. Bụng bụng. Chủ yếu là đừng có té nha. Lên là dễ giữ cho mọi người té. Đó, cũng giữ được phải không? Nhập đều chân vô. Rồi giữ luôn. Giữ luôn, quạt. Đó, xong rồi đó. Đâu có sợ ở đâu, thấy không? Đó, giờ là xong rồi đó. Đâu có gì đâu, đâu còn phải theo bán xe, còn giờ là quen rồi đó. Giờ là làm không cần dựa tường nữa. Từ nó còn hơi vô. Ráng nói gì ta. Xiết bụng đúng mà lên ráng nhặt cái vô liền. Hai chân hết đều vô là giữ. Xiết mông cái liền. Cái nếu mà quạt ra té nó có dễ hơn một cái cảnh. Nó dễ hơn cái này nữa. Nó dễ hơn này tại nó cao hơn. Còn cái này thì mình phải chống cái tay lên xíu. Nhưng mà té đi dây luôn nó còn dễ hơn nữa. Xíu nó làm như vậy. Cái bàn tay á. Cái cẳng tay dễ hơn chứ nói rồi mà. À. Cái cẳng tay cái độ cái diện tích tiếp xúc nó nhiều hơn, còn kia nó hai cái bàn tay cái xíu, còn này hai cái cẳng tay nó dài mình dễ nặng hơn, dễ bấu lại hơn. Còn kia có cái bàn tay rồi
cái này là nguyên cái cẳng tay, cho nó gọi là cái forearm stand. Cái forearm là cái cẳng tay á. Ừ, còn này chỉ có cái hand stand, chỉ có cái bàn tay, cái hand là cái bàn tay thôi. Ừ, đó, rồi vô. Cái bàn tay nó nhỏ hơn thì nó giữ được mặt khó hơn. Cuộn bụng vô. Chân này vừa lên trên kia nhập vô liền, cố lên. Xiết lại giữ, đúng rồi, đúng được rồi đó, nhập nhanh hơn. Rồi giữ luôn quá. Thấy không, chị không? Ít, đó là quạt chậm, mà ít ra quạt ra này nó không bao giờ bị chặt cái lưng. Chị không có đặt cái lưng mà chị đặt cái gì, không biết nó nhẹ đó. Ờ. Cái vai hay gì nhớ là ông định nói gì ta, cổ mà chủ yếu cái mục tiêu mình á, lên là để giữ thăng bằng, phải lên là để té, khi nào té thì phải té, còn mình lên cái mục tiêu mình là vẫn mà giữ thăng bằng, vẫn phải ráng giữ thăng bằng chứ không phải là để đổ, khi nào đổ thì mới đổ chứ không phải lên là để đổ nha. Rồi vô, siết chặt bụng vô, đẩy cao vai lên, hít một hơi sau vô, bật nhập giữ, giữ luôn đó, kiểm soát tốt rồi đó. Rồi giữ luôn chị, đúng rồi, xíu cái hông vô đó, sạch xíu cái hông vô, nhặt chân đều vô, gần được rồi đó. Giữ luôn, muốn giữ được rồi đó. Nhưng mà cái chân trái này xíu không mạnh mà chân phải đâu. Chị có nhập, chị lợi dụng cái đà, chị nhập khép vô luôn là xong. Khép vô hai chân khép đều nhau là xong. Khép đều nhau, xíu cái hông lại là xong. Chứ bây giờ là tốt rồi, cái đó chỉ cần cái xíu là nó lại như dính luôn rồi. Chị vô đúng cái trục tự động nó nhẹ lắm. Vô đúng cái trục nó nhẹ lắm. Ừ. Mà chị thấy nhẹ hồi nãy đúng không? Nhẹ nhiều đó, đúng rồi. Giờ đó tiến bộ nhiều mới giờ ráng đi, tí xíu là giữ được rồi. Còn tí xíu nó hơi ráng rồi. Lên, đẩy cao lên, cùng chắc bụng vô, siết chặt bụng vô. Chân này vừa lên, chân kia nhập vô. Nhập vô, siết lại, xong chịu nhập vô. Nhập vô liền, nhập vô, rồi giữ luôn. Đó, thấy nó nhẹ không? Nhập vô đều luôn, rồi quạt, đó. Đâu là bị lọc lưng nữa không? Từ từ mình quen, bắt đầu mình quạt nhanh hơn. Nó sẽ té, ngày nhẹ không? Nó tăng. Ừ. Đúng rồi, ngày mai chị thấy nó khỏe hơn. Nó lên được nhiều hơn mà chị tập mấy cái tư thế khác cho yoga thì thấy nó nhẹ hơn nữa. Ừ. Nếu mà bây giờ như có quả thì... Ừ, là chị thấy nó nhẹ hơn rất là nhiều luôn á. Tự quả lúc mà sẽ được. Đúng rồi, tự quả nó sẽ bình thường. Rồi con quả. Đúng không? Rồi, lên handstand. Rồi hạ xuống. Nó rút lên liên tục. Từ từ tập đấy. Ra một cái như là chị nói, chị thấy tôi là cái nhàng cứ nhào phía trước. Con quạ đang nhào tới, lúc chuyển qua handstand rồi hay phải chúi xuống. Chúi xuống thì nó mới chuyển thành handstand được. Con quạ thì cứ nhào tới. Rồi đấy mà. Rồi, lại một lần nữa, dán những cái farm stand đi. Cái chân chị á, nó còn một xíu nó khép được rồi. Chị mà khép được đều luôn rồi, là nó nhẹ nhiều. Còn là bây giờ nó nhẹ đó, giờ đã lên đúng chục rồi, hai chân rác hết đều nhau xiết mông cho xong. Bụng xiết tốt luôn rồi. Bụng xiết tốt, mông xiết cũng ok luôn rồi. Giờ cái chân nhập đều nhau lên, nó vô đúng chục nó nhẹ lắm. Mọi thứ đều ok đó. Giờ lấy chân nhập nhanh thôi. Chân nhập nhanh mà phải hết đều nhau nữa nha, chứ không phải là chân trước chân sau. Nếu là mình sạc vô đôi tay. Kéo lên, làm cho được cũng đi. Bật nhập giữ. Xíu lại, đúng rồi quạt. Đó. Quạt chân hơn xíu là ok. Đó. Nhưng mà đất gà cái té này còn mà chỉ có cảm giác là cái níu lại giữ lên được, đúng không? Đúng không? Ờ, giờ đây là... Mà cảm giác nó không có muốn té về đúng rồi, đúng rồi. Là quá tốt là nó đã kiểm soát tốt rồi đó. Bây giờ chỉ cần tập nhiều nữa là ok. Mà mới có cái buổi đầu thì quá ok. Hết một hơi không? Một lần nó hơi đáng lên, thứ nhất mà giữ được bây giờ mình qua cái handstand, đáng lên. Nghe không? Tập handstand xong quay lại cái này nó còn dễ hơn. Tập cái thăng bằng thì nó bị nó được cái là mình tập những cái khó nó hỗ trợ lại cho cái dễ mà mình đang tập. Chứ không phải là mình chỉ ôm cái cơ bản mình tập không, nó là lâu hơn. Nhìn ra vô, cố lên. Cũng chặt cũng vô. Rồi đẩy cao vai, rút hơi vô. Rồi, nhập liền nha, nhập liền, giữ liền, rồi quạt. Quạt nhanh hơn xíu rồi ok. Nhưng mà ít là mình quạt cái chân ra thì thấy nó không đập mình. Nhưng mà ít ra chị cũng tự tin, đúng rồi. Kiểu này. Đúng rồi, giờ là chị hết sợ đúng không? Rồi ok, hết sợ được rồi. Nhớ là tập trung vào cái lòng ở đây, phải dính được, thấy không? Cái bụng đừng có lỏng ra, chị đã lên được rồi, đó là cái bụng đừng có lỏng ra. Chị đang xiết
đúng rồi, vừa xếp bụng vừa xếp mâm. Ờ, vừa xếp mâm mà đổi tới vừa xếp bụng vừa xếp mâm luôn. Nhưng mà tính ra là bữa nay là chị đúng rồi, chị đụng một cái là chị không sạch té. Đúng rồi, đúng rồi. Và giờ chị rời xa được cái tường á. Đúng rồi, giờ không cần phụ thuộc trên cái tường nữa. Rồi, quá lên. Đó rồi, bật nhập dữ. Rồi, dữ luôn, dữ luôn. Đúng rồi, phải như vậy. Từ từ nhớ đúng cái điểm đó. Nhập, quạt chức. Rồi đó, xong rồi đó, đó. Giờ cái té này, cái té hoàn hảo luôn á. Cái té là cái té hoàn hảo rồi đó, không? Đâu bị gì đâu. Mà nó nhanh quá, ủa. Ừ. Không xiết mông mà té nhanh lắm. Đúng rồi, không xiết mông mà té liền. Bây giờ mình xiết cứng cái mông lại. Nhưng mà chị hết sợ gì. Đúng rồi, thôi một lần đi. Lần nó ráng làm được luôn. Cái này có một tim mình những ráng xiết cứng người giữ lại. Bật nhập xiết rồi giữ. Bật nhập xiết cứng lại rồi giữ. Cái đầu phải vô. Xiết bụng vô. Rồi, nhập chân liền nha. Nhập xiết mông. Nhập đều vô, nhập hết cho hết đã. Nhập vô, rồi giữ luôn. Giữ luôn, tiếp tục, tiếp tục. Rồi dính rồi đó. Được rồi đó. Được rồi đó, thấy không? Nhưng mà chị thấy nó nhẹ lắm quá. Ừ, em nó vô đúng cái chồng là nó nhẹ lắm. Chị cảm thấy nó làm được cũng còn nhẹ hơn cái mà không làm được. Đúng rồi. Rồi lên cái cuối em đỡ lâu nhất có thể. Rồi Mỹ xíu rồi qua như thế. Rồi vô. Rồi lên, lên đỡ. Giữ lâu lắm có thể nha. Đó, nãy giữ được rồi đó. Về cứ tập như thế này mà xong. Nhập vô, xiết bụng vô. Vừa xiết bụng vừa xiết lưng. Cân bằng trước sau, xiết bụng trước sau để cân bằng trước sau, duỗi mũi chân ra, duỗi hết ra, rồi thấy nó nhẹ không? Rồi giữ luôn đi, giữ luôn đi, đúng rồi giữ luôn đi, giữ luôn, đúng rồi quay chân, rồi thôi, rồi nghỉ xíu đi, rồi nghỉ nghỉ xíu, tốt. Rồi ráng bài đi chơi hay chị để tấm máy ngửa mà thẳng tay ráng thử để tấm máy ngửa mà tay mà chống bằng cẳng tay, tấm máy ngửa mà chống bằng cẳng tay, chống bằng cẳng tay, ừ để nó xiết cái lưng giống như chay như là cái chú mình cẳng tay luôn. Rồi rồi đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi, hai tay kép vô xíu, kép vô đồng một tay rồi, rồi đẩy ra kép hai chân vô, rồi giữ đó luôn, giữ luôn, giữ giữ luôn, giữ giữ cao lên đó, nhớ trong đầu mình tập trung mình ghi nhớ cái này là siết cái lưng, siết cái lưng, siết cái lưng lúc mà lên cái chú bằng cẳng tay, đúng rồi, giữ giữ, đúng rồi, giữ tiếp tục giữ, không phải là cảm nhận lực đang vô lưng là cái lưng cái này khỏe lên đó, giữ giữ cố lên, giữ giữ tiếp tục, đúng rồi, phải là cảm nhận tư thế xong này là cái lưng nó khỏe rất nhiều không, giữ tốt tốt giữ giữ tốt đó, lưng khỏe hơn nữa, đúng rồi, không để nó bị rớt xuống nha, không để nó bị trùng xuống đó, là lên lên rồi thôi, rồi gặp gặp chiếc hoàn cảnh lên nha, rồi nghỉ xíu rồi qua hôm nay xíu này à, ra cái tấm ấy dài, ra tấm ấy dài, giờ cái bụng khỏe hơn rồi, thấy không? Vậy không tập với em, trong tuần hiệp nó đã khỏe rồi chứ phải đợi từ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, rồi vô tấm ấy dài lại, đấy để dài hơn là giờ cái bụng khỏe hơn, dài dài dài, dài hơn xíu nữa, chân dài, tay chân dài nữa, dài hơn xíu nữa, rồi bây giờ bụng khỏe rồi, khép hai chân vô, ép lòng xuống. Nhớ là hiện tại đi chèn vừa, xíu bụng chèn vừa. Nhấc một chân lên. Rồi hạ xuống liền, đổi chân liên tục, đúng rồi, đổi chân liên tục, đúng rồi, như đó. Rồi lên cái hiện tại ở cái mức độ chân như đó mà nâng quá cao rồi. Ở ngoài hiện tại nó bị đổi từ trước. Đúng rồi, đó, nhớ là hiện tại đúng cái điểm đó rồi, đúng cái điểm chân đó rồi. Đó, điểm chân hiện tại là ngay đó rồi, đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi, các nhìn lên hai căn nhìn lập cho bụng. Trong đầu đi nhớ là hiện tại đang siết chặt cái bụng y chang như vậy luôn. Đó. Mà hiện tại sẽ rất là nhẹ. Có lần.
đúng rồi, đó đó, có lên, đang lên, lực đang lên, có lên, đó, lực đang lên, có lên, có lên, đúng rồi, lực đang lên, có lên, chính xác, có lên, quá tốt, nó bụng khỏe hơn nữa. Đúng rồi, 4, 3, 2, 1, rồi đặt cái hướng gì chứ không, giữ nè, xíu nữa, giữ, rồi tự giữ. Dài, dài hết mức có thể luôn, dài ra, dài ra, dài ra, dài nữa. Rồi, cứ chậm dùng tay giữ. Rồi, khi nào rớt thì thôi nhìn giữ. Cao vai lên, nhón vai thôi. Nếu thì sẽ xíu vậy. Đúng rồi, xíu cái lông xuống xíu. Ờ, vừa xíu lông xuống, vừa cuộn bụng lên. Và nó là hang lên. Rồi, quá tốt. Để đi xíu. À, đúng rồi. Tập là khỏe lên nhanh lắm. Yoga ta bị lười, ta bị lười tập, hay là bị lười tập bụng, tập bị lười tập lưng luôn. Nhất là bị lười dưới á. Vậy thấy tập bụng với lưng chứ không mày? Đúng rồi. Tập tay. Mà chị thấy không? Đã lười tập lưng dưới mà còn ép ép dẻo lưng dưới nhiều nữa thì nó càng bị lỏng. À, chị hết kể cả tụi mấy nhỏ dị viên ship uống dẻo chuyên nghiệp cứ năm ba mấy tuổi là giảm đó, nó đau hư khớp luôn rồi. Đúng rồi, huống gì là những đứa tập amateur mà vô yoga Ấn Độ, kể cả tụi Ấn Độ tụi Ấn Độ thì cái tụi nó tập có mình trường mình Ấn Độ là đây này quậy luôn rồi. Chân nào hỏng, cái nào hỏng như vậy thôi, nhập đi.
không sao, nhập lên, đúng rồi, rồi giờ đúng rồi, tập xuống. Là 5 lần không? Chưa là vậy đâu, cứ lên đúng cái chục nè, cuộn bụng vô, cái bụng đang bị hỏng á, ừ, đó, bụng cuộn từ dưới đến khi lên, ừ, nhập chân liền, sao không nhập chân, sao không nhập chân, bật nhập, nhập liền, một, rồi tiếp tục xuống, đó, lên sao xuống vậy, hai, đúng rồi đó, tiếp tục, ba, hai lần nữa có lên, bốn, xí bụng đâu, xí bụng đâu, xí bụng này hay lên, năm, rồi, mấy, ba cái đầu gì đâu có, ba cái sau bị mỏi ấy nên thì thả lỏng ra. Cái chân người đây xa nó mới tập mà chị một lên là nó rút đúng cái điểm nó lên là biết cách xí bụng lại thôi, nghỉ xíu nhớ không để chân xa quá nha, xa quá nó bị với dài ra để gần thôi, hết một hơi vô rồi nhập rồi đứng lại xí cứng. Không có với xa quá này là sao vậy, sao mình với tới cũng không có gần sát quá thì mình không được như đây hơi vừa thôi. Cái mông nâng cao có gì không, cái mông nâng cao sẵn nè, nó bật nhập cái là dính rồi, cố lên lại đó, lần hai bật nhập thôi chưa còn giữ đó, rồi đúng rồi, mông đưa cao sẵn bật và nhập liền, nhập liền, một tiếp tục, cái bụng xiết đâu, cái bụng chưa xiết hai, xiết bụng vô đó, nó xiết bụng vô, thấy không, rồi bây giờ giữ đi đó, chỉ hết vô cái dục thẳng nhẹ không là mình phải xiết bụng, rồi bây giờ nó nhíu cái mông vô coi, nhíu cái mông vô, ừ rồi nó đó là thằng bằng của handstand, hiểu không, đây là handstand, nhớ nó, rồi xuống, đúng rồi nghỉ xíu, nó cảm nhận được không, nó vô cái dục vị thấy không, nó cũng nhẹ, nó đâu nặng đâu, đúng rồi, nó phải bấm liên tục, cái ngón tay được sử dụng hết, đúng chị tưởng là vô cổ. Không, tại vì em đó cảm giác nó hơi đỏ cái lần trước thì đỏ đấy, trước thì nó vô cái ngón tay nhiều hơn là cái cổ tay, và nhấn cái cổ tay, nhấn cổ tay 20 lần, nhấn cho cái cổ tay nó khỏe lên, đúng rồi, xuống hết vô lần nữa nè, đúng rồi, nó bong đúng rồi nè, cảm nhận là dưới còn đang muốn cạn tay cao lên, đúng rồi, xuống hết vô lần nữa nè. Nhớ là tập trung vô, bây giờ tỉnh là tại vì mãi nãy giờ mình đã quen với cái kia, cái dụng cái này y chang thôi á, bụng là xiết từ dưới vừa bật lên vẫn luôn luôn xiết bụng lên giữ là xiết cái mông vô, nhớ chân nhập nhanh hơn có người đó vô, rồi ráng lên giữ lại, ráng tìm điểm thăng bằng rồi bật nhập giữ nè, không bao giờ chưa xiết bụng, chưa xiết bụng, bụng xiết chặt vô không nâng cao rồi, đúng rồi, rồi vừa xiết bụng vừa xiết mông, rồi xiết cái mông vô, xiết cái mông vô, rồi xiết bụng vô, xiết mông vô, đó cân bằng trước sau, đó cân bằng trước sau, cái mông vừa xiết lắm, cái mông ráng xiết vô, rồi vừa xiết mông vừa xiết bụng, đó cân bằng trước sau, giữ đi cho ba đứa bạn lên, giữ đúng rồi, đó, cảm nhận điểm thăng bằng không? Rồi nghỉ xíu, nhớ điểm thăng bằng, mốt không người giỏi cũng lên ngay đúng điểm đó mà. Chị thấy các ngón tay sử dụng hết luôn. Đúng rồi. Nói tập thì ok rồi, chị đã cảm nhận được rồi. Chị chưa bao giờ tập lên. Dạ. Chưa. Chứ là anh chưa từng luôn. Ừ. Không nhá. Sao cánh tay chị chịu nha. Chị thấy tay chị chịu. Ừ. Chị thấy nó cũng... Nó cũng giật cái nó giống nhau đúng không? Giống như nhau là bởi vì ta tập cái cẳng tay trước rồi ta tập cái thẳng tay đó. Rồi lần nữa đi, lần nữa cho nó quen luôn. Vừa mà nhập nhau quan trọng xiết cái bụng vô, mông đưa cao lên, chân vừa nhập cho là xiết cái mông liền, bụng là xiết từ dưới rồi. Đó đẹp rồi đó, tư thế bắt đầu là đúng rồi đó. Giờ bật bật nhập thôi, nhập liền, xiết bụng vô, xiết cái mông vô, xiết cái mông vô nữa. Rồi mông lên. Giữ tiếp tục đó, cái điểm thăng bằng đó, cái điểm thăng bằng đó, đúng rồi, giữ tiếp tục đi cho ba cái bàn lên,
cứ tiếp tục. Rồi ha. Rồi, ra tấm bánh dài. Tấm bánh dài dài nó cứ cái nãy luôn. Nó làm cho cái bụng nó khỏe lên. Thì cái hiện tại nó màu dài nữa, dài nữa, dài hơn nữa, bụng đang bụng dài khỏe bánh dài. Dài nữa, dài nữa. Dài thêm tí xíu nữa. Thêm một tí xíu nữa mà. Rồi, ép rồi, các hai chân ép bằng xuống, đúng rồi. Ép bằng xuống, ép bằng xuống. Ừ. Cao lại lên. Ừ, đúng rồi. Thêm. Giữ chắc nha, cuộn bụng chắc nha. Rồi giữ đó, đúng rồi, nó là hiện tại giữ giữ luôn giữ tốt đó bụng khỏe giữ đáng lên hay xíu kìa giữ lực đang lên giữ đáng lên tí xíu nữa giữ lực đang lên giữ giữ tiếp tục 5 4 3 2 1 từ giữ thêm 5 giây nữa từ giữ thêm 5 giây 5 4 3 2 1 rồi nghỉ xíu tốt rồi giờ mình thử cái cách té này lên các em nhỏ em nhỏ té y chang kia cứ quạt trên ra phụ mình nào giờ mình nói y chang kia các em nhỏ trước rồi cho nó quen không có sợ rồi đó rồi mới tập làm vậy tôi chỉ học giờ quá nhanh rồi đó cố lên đó là bật nhập nhập liền sau chịu nhập vô cái bụng siết vô đâu bật chậm lắm á bật không phải nặng á ráng bật mạnh lên bật dứt khoát thôi nó phải dùng lực mạnh hơn cái kia rồi rồi nha siết chặt lại rồi quạt chân ra, quạt chân ra, đúng là một lần lên lại tiếp, lên lại cho nó thành cái phản xạ cho nó quen mông, chân gần cho mông cao lên, đúng rồi, đó tôi thấy bắt đầu phải như vậy á đó, lên như vậy á rồi, từ nha rồi, quạt chân ra đúng rồi nhưng mà phải quạt ngang đúng không? Phải quạt, quạt ngang thôi, cứ nhớ là quạt ngang thôi, không phải gì quá đâu cứ quạt ngang, cái này thẳng hiện đưa ngang qua cho cái này thẳng hiện đưa ngang thôi là xong rồi không cần phải cao kỳ đưa ngang qua đó vậy thôi nhanh hơn xin được giống như mình quạt ra luôn quạt ra quạt ngang ra từ thẳng nè nó cái này đang lên chân nhập liền bật nhập đó cái này đang thẳng là từ xíu bụng đây xíu bụng đây đang thẳng nè rồi quạt ngang ra đó vậy thôi cái lực nó càng mạnh thì quạt càng nhanh nữa quạt mạnh ra nhanh lên rồi nghỉ xíu có gì đâu mà phải té vào bánh xe chị té là chị bao nhiêu năm chị đó sao đồ cũng khó quá trời chị không biết đường nào đường nào chị sợ là trong đây trong hẻm khó kiếm cái hẻm khó kiếm lắm á chị kiếm được đây nè tập trung nè té ở ngoài cũng vậy nha nè ví dụ nè cái lực nó lao tới quạt ra nó chạy đi thôi đó chủ động cứ nhớ là cảm giác nó bị đổi chứ quạt ra liền y như cái hồi nãy là cái farm xem thôi ăn tay rồi lên thử đi cái tay em ăn giờ chị để hờ thôi nha ráng lên đúng cái điểm kìm lại nhưng mà phải mạnh lên gì đó đúng rồi cũng mạnh hơn xíu cái đồng thời vô chân nhập liền nha cuộn bụng từ dưới đúng rồi đó từ đáp tàu đúng rồi đó là đôi chân nữa chút không đúng rồi cứ hấp vô hấp lên chân kia nhập vô đúng rồi đó bật lên đúng rồi đó đúng rồi đó xíu cuộn chặt vô đó hai chân khép vô là xong hai chân khép vô nữa là ok rồi khép vô là đúng rồi chỉnh xác nó bắt đầu quen rồi đó đúng rồi đó cũng giữ được rồi đó thấy không từ cái pha ăn sang lên này nó dễ lắm nhập chân đâu không chịu nhập chân đâu đúng rồi nhập chân kia nó nhẹ lắm nhập vô chân ra bị xa nghỉ xíu
nhớ mấy cái sau đừng lấy cái chân xa quá, cứ thu gần cái trước cuộn bụng như trước đây rồi mình thỉnh lên nha không. Sao hả chị? Đúng rồi, bật cái này phải dùng lực nhiều, tại nó cao hơn, nó cao hơn phải dùng lực nhiều hơn. Nhưng mà chị đã làm tốt rồi đó, trời đi tập nhanh mà. Rồi không nghĩ lâu làm lại cái này lên, không nghĩ lâu, vô. Hả? Cái này vậy hả? Lên lại tiếp. Đấy nhập cho giữ được 1 giây thì cứ giữ phải lên được đúng cái chỗ. Chân để thu gần vô, bụng chặt vô, chân này giữ lên cho khi nhập vô. Đó, nhập vô nữa là xong rồi đó, đừng có sợ. Có người đỏ không sao, đó đúng cái điểm rồi đó. Ừ, xiết cái bụng vô, xiết cái bụng vô, cuộn bụng vô. Cái bụng này bị lỏng, cái bụng hút ra này bị lỏng. Chân gần như lại, đang bị xa, ừ rồi, ok. Xiết chặt bụng, lên xiết, lên nhặt chân và xiết bông liền nha, lên nhặt chân và xiết bông. Đó, ít ra giờ là dám bật lên hang tan rồi đó. Rồi giờ mình tỉnh thẳng là bụng cuộn vô, bụng cuộn vô. Ừ, rồi, chuẩn bị xiết. Nè, chỉ lưu ý là cái hang tan đó bình thường. Nè, bình thường là nó hay bị ra gì nè. Cái cuộn nó vô này nó thẳng đúng không? Nhưng mà cái chân nó là không sao nữa. Cái nào? Nhưng mà cái chân nó đi ra sai một cái bụng cái phòng xít lại là không sao nữa. Cái chân nó là bị ra sai đấy đó. Nó nói vậy thì chị phải cuộn bụng vô, cái đó là do quên cuộn bụng. Cái này là do mong đang xít đúng mà cái bụng không chịu cuộn vô. Phải cuộn nó bụng vô. Cuộn nó bụng vô. Xíu mình tập bổ trợ. Tao bổ trợ đúng rồi. Rồi, giống như cái gì mà cắm cao lên nè, cắm cao. Rồi xuống chậm mà. Hít vô nè. Rồi, lên nhanh thiếu khóa của bụng hang tan. Hang tan không chịu xít bụng nè. Hang tan xít bụng 10 lần, em đã. Có à. Duỗi hai mũi chân ra luôn, duỗi hai mũi chân ra luôn nghe nó khỏe nha. Duỗi cái úp hai mũi chân xuống đúng rồi. Khép vô. Đó hang tan không chịu xít bụng nè. Cuộn mạnh lên, cuộn mạnh hang tan xít bụng. Rồi tiếp tục xuống hít vô, hang tan không chịu xít bụng, cuộn mạnh lên, xuống chậm lên nhanh nè. Xuống chậm thôi. Đúng rồi, xuống chậm hơn. Chậm hơn, rồi lên cuộn mạnh lên. Hang tan xít bụng nó phải vậy. Xuống chậm thôi. Lên. Giữ lại 3 giây giữ 1. Trong đầu mình nhớ là cái này xít bụng như vậy. 3, tức là xuống chậm thôi. Chậm dùng bụng hãm lại, đúng rồi. Rồi cuộn mạnh. Hang tan giữ 1 2 3 xuống chậm cảm nhận lực đang vô bụng. Rồi dùng cái lực bụng nó cuộn mạnh lên. Đúng rồi, giữ 1 2 3 tiếp tục xuống chậm, hít vô. Rồi cuộn mạnh giữ 1 2 3 hai lần nữa xuống chậm cuộn mạnh. Hang tan giữ 1 2 3 lần cuối cùng xuống chậm. Rồi cuộn mạnh giữ luôn. 1 2 3 thôi. Rồi đi xem. Thấy vô bụng nhiều không? Ok, có. Nghĩ hết mà nhớ dùng cái lực bụng đó cho em xem. Bụng đã cuộn từ ở dưới à. Cuộn từ dưới đến khi nhập vô luôn. Chứ lỏng là lỏng ra vậy đúng không? Không, xíu bụng là lỏng ra. Cái em xem nó bị vặn liền. Xíu bụng từ ở dưới rồi. Cái bụng là cuộn sẵn từ ở dưới rồi. Đến khi mình lên luôn. Lên là mình chỉ cần nhập cho xíu cái mông thôi. Chứ không xíu bụng mình lên. Mình phải vừa nhớ xíu bụng vừa nhớ xíu mông là nó không kịp. Không thể nào nhớ lúc xíu hai cái được. Lúc mà mình xiết bụng là thở bằng hai bên khung sườn. Xuống lồng ngực, thở ở dưới lồng ngực, không có xuống không hết xuống bụng, không hết thở ở dưới bụng. Trước khi lên là hết một hơi vô xuống bụng nè, rồi mấy cuộn. Hình như là lúc mình bật lên không nín thở bao nhiêu. Đúng rồi, hồi nãy nói rồi mà, lúc bật lên là phải nín thở, phải nén hơi lại. Khi nào giữ cái hang tan ổn rồi, nếu nào hít thở bình thường. Khi nào giữ ổn định con. Trước khi lên hít vô, lúc bật lên là phải nín thở lại. Chứ bật lên mà hít hoặc là thở là nó lỏng bụng liền. Lúc bật lên là phải nén hơi lại, phải giữ hơi lại. Nè, chị nhả ra. Sai, là cái đó là hít hơi rồi. Rồi sẽ chặt bụng lại. Rồi giữ hơi đó bật lên. Đến khi nào ổn định thì mới thở. Rồi mới thở bình thường. Đó, liền vậy. Rồi lên, không nghĩ nào, vô. Có lên. Rồi, đây, nén lên. Siết chặt bụng nè. Bật nhập liền nha. Đúng rồi, đã đỡ hơn rồi đó. Chân nhập nhanh rồi, ok. Rồi, ổn định. Rồi, thẳng rồi. Thẳng rồi, nó đẹp rồi đó. Đang thẳng đẹp rồi đó, giữ đi. Thẳng đẹp rồi đó, giữ.
Đúng rồi. Xíu cái bầm hàng xíu thôi. Xíu cái bầm vô cái xíu nữa. Còn bụng nó xíu còn. Cái bầm tay mình đẩy ra. Rồi xíu bụng vô lại. Xíu bụng vô lại. Vừa cơ mặt trước sau xíu bụng vô xíu nữa thôi. Vừa xíu bụng vừa xíu bầm cùng cốt. Xíu lên. Rồi ok. Mới tập này là ok. Từ từ quen. Vậy hay lúc nó vô được cái chụp thẳng nó nhẹ không? Chứ nếu mà mình không xí cái mình để bị ưỡn ra cái là nó nặng lắm. Dài hơn nữa, dài hơn nữa, dài hơn nữa. Rồi, đứng ngược lên. Rồi, cái cổ tay này tôi cầm kéo. Cầm cái gầm cái tay kéo, kéo xuống, kéo xe xuống, đúng rồi. Dẫn mình làm gì, mỏi mình làm gì. Rồi đổi lên. Rồi nắm nắm ngay ngón cái này kéo lên, cái kéo cho nó giãn cái cạnh của cái cổ tay ra. Rồi đúng rồi. Rồi đổi lên. Rồi cái này thì lưu ý nữa nha. Cầm nghe cái này, kéo ra. Kéo ra, rồi lưu ý cái tay mà bị kéo á, lắc. Cái tay mà bị kéo nha, lắc nó cho nó giãn cái gân, hồi nãy mình chống tay nhiều quá nó chèn cái gân xuống, giờ giãn cái gân nha, một tay kéo một tay lắc. Thôi vậy chị tập nó vô được thì chị thấy thích đúng không? Đúng rồi, ráng lên chị. Cứ sau một hiệp á là lực mình tăng rất là nhiều, mà trong một buổi mình tập nhiều hiệp là trong một buổi nó lên lực rất là nhiều, mình tập nhiều buổi vậy nó lên đáng kể đó. Đúng rồi, tại vì mình phải có người ép, chứ mà mình không có đủ cái kỷ luật với cái động lực để mình ép, mình tập thôi, mình thấy mình mệt xíu mình nghỉ liền rồi, mình thấy nó mệt xíu nghỉ liền chứ không thể nào mình tập tiếp nữa, mình không có đủ cái kỷ luật để mình ép bản thân mình. Chị thường đi vô tập chị nó còn đau lắm, để có mình hôn cho mình tập.
Đúng rồi, phải cái người thúc ép mình tập chứ mà mình không nào tự tập nổi. Có người thôi cho mình tập là mình cảm thấy mình nhiều được đâu. Nhưng mà lớp cộng đồng không có đủ sức. Đúng rồi, lớp cộng đồng thì nó lại cơ bản quá. Cái hang tan nó cũng không cần quá khỏe, chỉ cần đủ khỏe thôi. Đúng rồi, chứ nếu mà cần sức mạnh gì chung. Hả? Đúng rồi, thì được. Chứ nếu mà nó dùng sức mạnh không thì tự nó không đeo nổi đâu. Con thôi, chị nói sao? Chị thấy cưng có học viên nha, bất cứ em. À, dạ đúng rồi. Nữ nhiều hả? Dạ, thằng nữ đúng rồi. Tại sao Nam cũng thích Nam thích chịu chị. Nhưng mà nó muốn nó học mình tóc nó đóng đóng tiền vậy. Thật ra chị biết mà. Tại sao rẻ hả? Ừ. Mà Nam nó là vậy, Nam nó là vậy chị. Chị thấy quá rẻ. Dạ. Chị là chị chỉ thấy chị tốn tiền chị đi tới luôn thôi chứ. Dạ. Người Nam mà thích gì miễn phí hơn. Chị để làm đây nha. À, chị để làm đây mai. À, mai mấy giờ chị qua? Mai 1:30. 1:30. Ok, đặt okay. Rồi, okay, một vậy 1:30. Ok. Rồi. Rồi. Dạ rồi, bây giờ chị về luôn ba, bây giờ chị về luôn. Có gì ba mất rửa giùm chị nha ba. Trời ơi. Để bữa nào xuống Bến Tre thử sao chưa có xuống Bến Tre bây giờ. Ở xuống Bến Tre mất chị. Chị vô phòng quên lại cái nhỉ. Ồ, giống như bột shop á. Giống cái bột shop á. Cái